Sáng nay phát biểu tại lễ ra mắt trang thông tin đặc biệt và triển lãm ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Báo Nhân dân tổ chức, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có tâm, có tầm và có nhiều cống hiến to lớn, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Hoan nghênh Báo Nhân dân với trách nhiệm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo, tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm hoàn thành trang thông tin trong thời gian ngắn trên cơ sở ứng dụng những công nghệ báo chí hiện đại trên nền tảng số với dung lượng thông tin lớn, bao quát, phong phú và đặc biệt có ý nghĩa. Đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần phối hợp để lan tỏa nội dung của trang thông tin, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và niềm tin của nhân dân vào Đảng. Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập hợp gần 1.000 bài viết, ảnh, video được số hóa và sắp xếp một cách khoa học, là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu của cán bộ đảng viên và đông đảo quần chúng. Sau khi ra mắt trang tin, đồng chí Lương Cường và các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bao gồm 44 bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư. Triển lãm sẽ đón khách tham quan từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 tại 71 Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.